cái động tác khi mà nó tung skin búp ấy. Đây các bạn nhìn nhé, đây đó, nó gõ mình nhé. Con này con phết mất dạy nhất, mất game nhé. Rõ ràng nhé, rõ ràng ấy là đây, nghỉ ngơi này, mình xuất nó ra, mình hướng mặt nó ra đằng trước nha, nhưng khi nó búp cho mình ấy, mấy cái skill đấy là skill búp cho người đấy nha. Rõ ràng hướng mặt nó ra hiện cường cao hơn thân này, tuấn ảnh này, pháp hồn này, mỗi lần nó gõ mình một phát. Con này con này mất dạy nhất game luôn đấy. Đấy, đấy. Lại một lần nữa nhé, lại một lần nữa này, nghỉ ngơi này, xuất kiếm nhé. Nhưng thôi dù sao nó cũng rất khá là ngộ nghĩnh nên là thôi tha cho nó, người ta cũng sưu tập mày. Một phát này, hai phát này, mà nó không có thì chỗ khác. Con bé này cực kỳ mất dạy. Ok nhá, đấy, nhưng mà dù sao nó cũng vào bộ sưu tập của mình rồi, mình sẽ nuôi nó cẩn thận. Ok rồi, chuẩn bị lấy pet thôi anh em. À, lấy 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 đang hỗ đây rồi. Nhận chân thú này. Ô nhỏ, ui hai, ui dồi, con này không. Tôi thề với các ông nhé, cái con này là một trong những cái con mà dễ ép được cái đời đẹp nhất. Tại vì sao? Tại vì cái đời của nó ngay biến dị cấp 3 thôi nó đã bốc xì khói rồi này anh em này đó, mà trông có hai con của tôi này, trời ơi hai con của tôi với đen ra này không còn gì để nói luôn. Thì hôm nay tôi cảm giác là có vẻ hơi cù nhầy, hơi hãm hãm. Không sao, để làm tiếp một tour nữa nhé, xem nó như nào. Là thấy một phát đầu mà đã thấy hơi hơi chối chối đấy. Một con vét dễ ép để làm cảnh nhất mà nó lại như vậy. À, lên thằng này, cao mày hai tu.